Mình sẽ móc phần mũ nhé. Đầu tiên thì mình tạo một vòng tròn này, sau đó lấy sợi kéo lên. Đó, các bạn lên một mũi bính. Đó, và ở vòng tròn này các bạn móc cho mình 6 mũi móc đơn. Rút cái sợi cho chặt cái vòng tròn này lại. Sau đó đưa kim vào chân móc số 1, các bạn móc một mũi rời. Đó, cái sợi bên trong này các bạn cắt nó ngắn lại nhé. Đó, tiếp theo ở hàng số 2 nhé, thì mình móc giữ hai cái sợi thừa mình vừa cắt này. Đó, ở hàng số 2 thì đầu tiên các bạn lên một mũi bính. Sau đó các bạn đưa kim vào chân móc số 1 này. Đó, các bạn móc cho mình một mũi móc đơn. Đó, mình giữ cái sợi thừa này vào bên trong rồi. Ở hàng số 2 các bạn móc một mũi móc đơn này. Sau đó đến một mũi tăng. Mũi tăng tức là 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. Đó, tiếp đến lại móc một mũi móc đơn. Chân móc kế tiếp 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. Đó, sau đó đến một mũi móc đơn và chân móc cuối cùng là 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. Và sau khi kết thúc ở hàng số 2 mình sẽ có tất cả 9 mũi móc đơn. Mình đưa kim vào chân móc đầu tiên, các bạn móc mũi rời. Đó, ở hàng số 3 các bạn lên một mũi bính. Sau đó thì các bạn móc vào chân móc số 1 một mũi móc đơn, chân móc số 2 một mũi móc đơn, là mình sẽ có 2 mũi móc đơn. Chân móc số 3 một mũi móc đơn, tức là cứ mỗi một chân móc sẽ là một mũi móc đơn. Đó, 4 này, 5, 6, 7, 8, 9. Đó, và mình cũng móc một mũi rời để mình kết thúc hàng. Đó, sau đó bây giờ các bạn sẽ móc cho mình cái vành mũ này này. Đó, thì ở cái hàng này nhé, mình sẽ móc bằng sợi màu vàng đi. Đó, nếu vậy thì các bạn sẽ đổi sợi nhé. Thì cái móc mũi rời này các bạn sẽ móc bằng sợi mà các bạn cần móc ấy. Đó, tức là ở đây mình sẽ móc bằng sợi màu vàng. Thì các bạn sẽ đưa kim vào cái chân móc này. Sau đó mình kéo sợi qua, mình móc mũi rời. Đó, cái sợi xanh này các bạn không móc nữa thì bạn sẽ cắt nhé. Đó. Tiếp theo thì mình sẽ vắt 2 cái sợi thừa, tức là sợi màu vàng và sợi màu xanh này lên trên cái sợi màu vàng này. Đó, để các bạn móc giữ chặt lại ấy. Sau đó các bạn móc cho mình một mũi bính này. Đó, và các bạn đưa kim vào cạnh sau của mũi móc. Đây, nó có cạnh trước cạnh sau. Thì các bạn sẽ đưa kim vào cạnh sau nhé. Các bạn đưa kim ngay vào cái chân móc đầu tiên này. Và khi móc cái mũi móc này thì các bạn nhớ là mình móc giữ 2 cái sợi thừa này vào để cho nó không bị tuột nhé. Đây, móc giữ vào. Các bạn móc cho mình một mũi nửa kép này. Đó, và lại đưa kim vào chân móc này, móc thêm một mũi nửa kép nữa là 2 mũi nửa kép vào cùng một chân móc. Đó, sau đó đưa kim vào cạnh sau của chân móc kế tiếp. Các bạn móc mũi rời, mình cũng vẫn móc giữ 2 cái sợi mà các bạn vừa cắt để cho nó chặt, không nó sẽ bị tuột ấy. Móc mũi rời. Đó, sau đó lên một mũi bính. Đó, các bạn lại móc vào cái chân móc này, móc ngay vào cái chân móc này. Một mũi nửa kép này. Tiếp theo móc một mũi nửa kép vào chân móc này nữa, tức là mỗi một chân móc này sẽ là 2 mũi nửa kép. Đó, đưa kim sang chân móc bên cạnh và nhớ đưa vào cạnh sau, móc mũi rời. Đó, lên một mũi bính, móc vào chân móc mà các bạn vừa móc mũi rời, một mũi nửa kép, 2 mũi nửa kép. Đó, đưa kim vào cạnh sau của chân móc kế tiếp, móc mũi rời và các bạn móc tương tự. Một mũi bính này, một mũi nửa kép, 2 mũi nửa kép. Đó, đưa kim vào chân móc kế tiếp, móc mũi rời, lên một mũi bính, móc một nửa kép, 2 nửa kép, đưa kim vào chân móc kế tiếp, móc mũi rời. Đó, và các bạn móc tương tự như vậy đến hết hàng nhé. Sau đó đưa kim vào cái chân móc cuối cùng là các bạn móc mũi rời lên, mình rời một mũi nữa. Đó, các bạn cắt cái sợi này ra, sau đó thì mình sẽ dùng kim khâu len để mình giấu cái sợi vào bên trong. Vì lát nữa mình cũng sẽ dùng keo lến mình dính mà. Đó, như vậy là mình đã móc xong chiếc mũ này. Các bạn sẽ móc cho mình một cái mẫu cành hoa như thế này. Đó, thì đầu tiên mình sẽ móc phần lá nhé. Các bạn tạo cho mình một vòng tròn này, sau đó đưa kim vào chân móc, lấy sợi kéo lên, các bạn móc một mũi bính này. Đó, sau đó móc một mũi nửa kép. Đó, tiếp theo là một mũi kép đơn. Đó, tiếp đến các bạn móc một mũi bính và các bạn đưa kim vào cái đầu chân mũi móc này, các bạn móc mũi rời, các bạn trượt mũi như thế này. Đó, tiếp theo các bạn móc một mũi kép đơn, sau đó một mũi nửa kép. Đó, và các bạn móc mũi rời vào cái vòng tròn này. Đó, như vậy là mình được một bên lá. Ở bên lá thứ hai các bạn móc một mũi bính, sau đó móc một mũi nửa kép, một mũi kép đơn, móc một mũi bính, đưa kim lên đầu chân móc, móc mũi rời. Đó, sau đó móc một mũi kép đơn, tiếp theo một mũi nửa kép và móc một mũi rời. Đó, đến đây nhé, các bạn từ từ kéo cái vòng tròn này vào. Đó, các bạn móc một mũi rời nữa và mình sẽ cắt cái sợi này đi. Đó, như thế này nhé, các bạn từ từ hãng kéo vào. Bây giờ mình sẽ móc bông hoa, sau đó thì mình sẽ luồn cái cánh này vào. Bông hoa các bạn móc cho mình như sau nhé. Đầu tiên các bạn tạo một nút thắt, sau đó các bạn móc 7 mũi bính, đó, bỏ qua chân móc ở trên kim này, móc vào chân móc số 1 là một mũi móc đơn. Ở chân móc tiếp theo là chân móc bên cạnh này, các bạn cũng móc vào đây là một mũi móc đơn, tức là mình móc 2 mũi móc đơn. Sau đó ở chân móc thứ 3 thì móc 2 mũi nửa kép vào cùng một chân, mũi nửa kép thứ nhất, mũi nửa kép thứ hai. Đó, ở chân móc thứ tư các bạn cũng móc 2 mũi nửa kép vào cùng một chân. Chân móc thứ 5, thứ 6, mỗi một chân móc các bạn móc vào đây là 2 mũi kép đơn. Mũi kép đơn thứ nhất cũng đưa kim vào chân móc này, móc mũi kép đơn thứ hai. Đó, và ở chân móc số 6 này các bạn móc vào đây 2 mũi kép đơn, mũi kép đơn thứ nhất, mũi kép đơn thứ hai. Đó, sau đó các bạn móc 2 mũi bính, 1 2, đưa kim vào cái chân móc số 6 này và mình đổi sợi nhé. Mình sẽ móc màu xanh. Các bạn lấy sợi màu xanh, bạn đưa kim vào cái chân móc số 6 này và mình móc mũi rời. Đó, còn cái sợi màu đỏ này thì các bạn cắt chừa một đoạn, sau đó mình vắt lên trên cái sợi màu xanh để mình móc giữ lại. Mình giữ cả hai sợi màu xanh và màu đỏ. Đó, ở chân móc này các bạn móc 1 mũi bính này, bạn kéo chặt nó vào để giữ cái sợi thừa này. Sau đó các bạn đưa kim ngay vào chân móc số 6 đây nhé, cái chân móc vừa móc xong đấy. Đó, ở chân móc này các bạn móc 1 mũi móc đơn. Đó, ở chân móc số 5 các bạn cũng móc 1 mũi móc đơn. Chân móc số 5 là chân móc bên cạnh đây. Đó, ở chân móc số 4 cũng 1 mũi móc đơn. Chân móc số 3 1 mũi móc đơn. Chân móc số 2 1 mũi móc đơn. Đó, và chân móc số 1 các bạn móc mũi rời như này. Sau đó các bạn móc rời 1 mũi nữa và mình cắt dài cái sợi này ra để lát nữa mình sẽ quấn vào cái phần cành các bạn nhé. Đây, các bạn để dài tầm khoảng 20-30 cm. Đó, các bạn rút lên. Ở đây mình móc cành hoa là 1 bông hoa thôi, vì vậy cho nên cái cành kẽm thì các bạn sẽ chập đôi. Đây, các bạn sẽ chập đôi cành này vào. Ví dụ đây là bông hoa mẫu nhé. Các bạn muốn dài các bạn để dài, các bạn muốn ngắn các bạn để ngắn. Đó, ở đây mình sẽ để dài như này. Và tùy theo ý thích của các bạn nhé. Mình gập đôi cái sợi này vào này, sau đó mình lấy kìm. Đấy, để cho nó an toàn thì các bạn sẽ bẻ cong cái đầu này cho nó không bị nhọn đấy. Đó, và sau đó thì các bạn sẽ quấn bông hoa nhé. Thì lưu ý là đây là mặt phải này. Đó, thì cái chiều mà có mũi móc đơn tức nó ngắn hơn thì nó sẽ ở bên trong. Các bạn sẽ đặt cái cành kẽm như này, đặt vào đây. Sau đó thì các bạn sẽ dùng keo nến. Đó, và mình sẽ cho một chút keo vào đây cho nó chặt, để nó giữ chặt cái cành kẽm này. Đó, như này nhé. Sau đó các bạn sẽ quấn này. Đó, mình quấn để mình tạo bông hoa ấy. Bên ngoài này thì mình nhỏ một chút keo. Đó, đó, và ở cái phần cuống này, đây thì cái dây mà các bạn phải để sợi dài nhé, mình sẽ quấn vào đây thì các bạn sẽ nhỏ một chút keo, một chút thôi các bạn nhé, ít thôi. Sau đó mình quấn. Đấy, các bạn gắn đến đây thôi. Sau đó thì cái phần lá này các bạn chưa kéo vào là để mình đưa qua này cho nó dễ này. Đó. Đây. Và đến đây thì các bạn mới dùng cái sợi, các bạn kéo chặt. Đó, mình kéo chặt cái chiếc lá này vào. Thì các bạn để cái lá ở cái phía này nhé. Đó, để đúng cái chỗ mà các bạn dán đến đó đấy. Thế còn khi mà các bạn kéo chặt vào rồi, như này rồi, thì hai cái sợi thừa này các bạn sẽ đưa vào bên trong nhé. Đó, thì mình cắt vợi nó đi. Đó, các các bạn để thừa một đoạn này thôi. Sau đó thì mình sẽ dùng keo. Đó, mình dùng keo lến, mình úp hai cái lá này vào như này. Đó, úp hai cái lá này vào và mình sẽ gắn. Mình chỉ gắn ở phía dưới thôi nhé, chứ đừng gắn hẳn lên trên hết cái lá. Đó, các bạn chỉ gắn ở phía dưới thôi. Đó. Sau đó thì mình sẽ quấn tiếp ở phía dưới. Các bạn nhỏ keo, ít thôi các bạn nhé, ít keo thôi. Mình sẽ quấn vào. Vì cái keo nó rất là nhanh khô ấy, cho nên các bạn phải quấn nhanh. Bạn dùng keo để mình nhỏ vào cái đầu cái sợi này, đó, để cho nó không bị tuột. Đó, như vậy là mình đã móc xong bông hoa. Và ở video này thì mình sẽ chia sẻ tới các bạn cách móc cây đàn guitar nhé. Đó, đầu tiên thì các bạn tạo cho mình một nút thắt. Đó, sau đó các bạn móc cho mình 8 mũi đính. Đó, đưa kim vào chân móc đầu tiên này, chân móc ngoài cùng này, các bạn móc mũi rời để mình tạo cái vòng tròn ấy. Đó, tiếp theo các bạn móc cho mình 4 mũi bính, 1 2 3 4. Sau đó các bạn móc vào trong vòng tròn này cho mình 8 mũi kép đôi. Mũi kép đôi các bạn móc như sau nhé. Các bạn móc vòng hai cái vòng tròn vào chân móc này và cái kim móc này. Sau đó đưa kim vào chân móc, lấy sợi và các bạn lấy sợi kéo qua lần lượt hai vòng tròn. Đó, mình được một mũi kép đôi, hai mũi kép đôi, 5 6 7 8. Đó, sau đó các bạn móc 4 mũi bính. Đó, và móc vào cái vòng tròn này một mũi rời. Đó. Còn nếu như các bạn móc đàn nhỏ hơn thì các bạn sẽ giảm cái mũi móc ở đây đi nhé. Tức là mình sẽ móc 6 mũi thôi. Tiếp theo các bạn móc 2 mũi bính. Đó, và các bạn móc vào vòng tròn này cho mình 3 mũi kép đơn. 1 2 3. Đó. Sau đó các bạn móc 9 mũi bính, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Đó, bỏ qua cái chân móc này. Nên các bạn móc vào chân móc kế tiếp này, tức là bỏ qua cái chân móc trên kim này, các bạn móc vào chân móc này một mũi móc đơn, chân móc kế tiếp một mũi móc đơn, tức là cứ mỗi một chân móc là một mũi móc đơn vào cái dây bính mà các bạn vừa móc xong ấy. Đó, 3 4 5 6 7 8. Đó, các bạn móc 9 mũi bính thì các bạn sẽ móc được 8 mũi móc đơn. Sau đó các bạn sẽ đưa kim lên đầu cái chân mũi móc của cái mũi kép thứ ba này này. Đấy, các bạn đưa như thế này nhé. Đó, các bạn nhìn thấy nó có hai cạnh này, các bạn đưa như thế này. Sau đó các bạn móc mũi rời, tức là các bạn kéo sợi qua cái chân móc đó và kéo sợi qua cái vòng tròn trên kim này. Đó, như vậy là mình được một nửa phía này đúng không ạ? Tiếp theo các bạn móc vào đây 3 mũi kép đơn. 3 mũi kép ấy. 1 2 3. Đó. Sau đó móc 2 mũi bính và các bạn móc vào cái vòng tròn này 1 mũi rời. Đó. Các bạn kéo chặt nó lại nhé. Sau đó mình rời một mũi nữa và các bạn cắt dài cái sợi này ra. Sau đó thì mình sẽ dùng kim colen để mình giấu. Đây, các bạn kéo chặt nó vào. Đó. Sau đó nhé, các bạn sẽ dùng kim colen và mình giấu vào cái phía bên đằng sau này này. Đây, các bạn giấu vào đây. Đó, và như vậy là mình được chiếc đàn rất là xinh xắn. Chiếc đàn rất là xinh xắn.